Flick. Đúng, rồi sử dụng khớp cổ tay. Rồi flick nó cũng có dạng, nó cũng có thể đẩy thẳng hoặc có dạng tạo ma sát, tạo xoáy. Chọn vị trí mình hứng nó thôi. Đúng, là nhìn bóng. Đúng. Rồi, cầm bật lên là chờ y như vậy là xoay vào flick. Đúng. Tròn. Tròn luôn. Nửa up. Nửa up. Up up luôn. Đúng. Up luôn. Xoay. Đúng rồi. Cảm nhận. Đúng. Làm hai thao tác cùng một lúc. Đó. Xoay không. Đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Ti Long. Là tôi, là Ti Long, kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Chào các bạn, tôi tên là Phạm Hoàng Nhân Philip. Chúng tôi đến từ một thành phố nhỏ tên là Inverea, cách thủy phủ của châu Âu là Strasbourg khoảng cỡ 50 cây số thuộc Cộng hòa Pháp. Thì hôm nay tôi rất là vui mừng và vinh hạnh vì được Ti Long đã nhận lời giúp đỡ và hỗ trợ những cái điểm yếu mà hàng năm nay mình vẫn vướng mắc phải. Thành ra là hy vọng nếu các bạn đã xem những cái video này thì hãy ủng hộ cho Ti Long Club rất nhiều. Đây là những cái động lực mà cậu ấy sẽ được khuyến khích và cậu ấy sẽ làm những cái video càng lúc càng hay hơn, càng vui hơn. Và coi như là nó cũng là có một cái tính chất coi như là hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đam mê bóng bàn từ bao nhiêu năm nay, cũng như là cộng đồng những người chơi bóng bàn ở trên toàn thế giới. Thì các bạn hãy ủng hộ cho Ti Long rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn. Je profite également de passer un grand bonjour à mon cher président Charlie et mon ami Michael Montoya. Voilà, comme je vous ai dit, lorsque mon voyage au Vietnam, je vais venir rendre visite à Ti Long. Donc c'est un grand master en ping-pong. Et donc voilà, il m'a accueilli chaleureusement et il a mis beaucoup de temps pour me corriger un certain nombre de défauts, de faiblesses que j'ai commis depuis des années. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à très bientôt et soutenez Ti Long. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Yeah. Cảm ơn Ti Long. Rồi tiếp theo mình sẽ tập kỹ thuật flick thuận tay. Và bây giờ anh thử thực hiện kỹ thuật. Rồi, flick. Thì khi vào anh nhớ nè, tất cả kỹ thuật đều phải có xoay hông hết. Thường mình cứ nghĩ là banh ngắn, mình xoay hông làm sao kịp. Mà thường mình hay bị đánh sớm, là quả bóng khi chạm vào mình hay bị với. Là vừa rồi em cũng thấy anh hơi với tay, nên khi kỹ thuật flick của anh cũng chưa đủ lực. Đúng ra khi mình thấy bóng ngắn, đầu tiên mình phải làm là mình dời cái vị trí bằng bước chân vào, nhưng mà tay mình vẫn chưa sử dụng, giữ nó. Nó chạm nhịp một ở đây, bắt đầu nó nảy lên, lên cao nhất hoặc hơi rớt xuống, là lúc đó anh xoay nhẹ theo quả bóng, bắt đầu anh xoay vào. Thì khi xoay vào, bắt đầu mình mới sử dụng cổ tay mình flick. Nếu mình vào như vậy mình thất. Như anh nói là mình flick nó bị yếu lực, người ta có thể tấn công lại. Bây giờ nếu anh xoay và cảm giác flick, bóng lực nó lao ra thì người ta sẽ khó tấn công. Rồi. Rồi, thứ nhất là khi ở đây nè. Một, anh bước vào đây. Bước vào. Rồi, đừng duỗi ra. Rồi, khi bóng nó nảy lên, rồi xoay nhẹ về phía sau. Xoay nhẹ, đúng rồi, xoay vào, flick cổ tay. Đúng. Đúng, rồi, bây giờ anh cầm vợt lên. Rồi chuẩn bị ha, rồi em thả đây, bước, rồi xoay, flick, xoay hông, rồi bước sâu vào, khi bước á, đúng là khuỵu gối gấp lưng, để cho người mình sâu vào trong, gấp lưng, rồi 2, 3, flick, đúng, flick, đúng, rồi sử dụng khớp cổ tay,
Rồi flick nó cũng có dạng, nó cũng có thể đẩy thẳng hoặc có dạng tạo ma sát, tạo xoáy. Nó vẫn có hai dạng. 2, 3, lắc, đốn, lắc cổ tay. Cái đó anh hơi dựng cái đầu vợt lên, anh lực nó đi lên, anh phải flick, anh chạm và anh choàng, điều chỉnh cái vòng cung, tạo đường lúp. Rồi xoay hông, xoay hông, thả, lắc, đốn, xoay hông, thả, lắc. Rồi, xoay cái hông vào, xoay hông, flick, cổ tay, đốn. Đúng rồi, bước vào đừng duỗi ra, xoay theo, xoay về phía sau. Bước vào, xoay về phía sau, flick, thả cổ tay ra. Rồi, anh đang dùng cẳng tay, anh cảm nhận khớp cổ tay giúp em. Đốn, đốn, bước, gặt cái hông, đốn, đốn, đốn. Rồi, bây giờ anh bỏ vợt xuống. Khi anh bước vào, anh chờ, anh hứng bóng thôi. Chờ ra, không không chủ động duỗi ra chụp nó. Bước vào rồi chờ nó ra tới tới tay, mình chọn vị trí, mình hứng nó thôi. Đúng rồi, nhìn bóng. Đúng, rồi cầm vợt lên là chờ, y như vậy là xoay vào flick. Đúng. Đó, anh thấy anh có thêm thời gian để nhìn trái bóng hơn. Lúc đó mình sẽ nhìn được lúc mình tiếp xúc nó, mình tiếp xúc nó ở đâu nữa. Anh có thể flick kỹ thuật giao bóng của đối thủ, họ giao xoáy xuống, xoáy ngang, xoáy lên, thì khi bước vào mình phải flick theo cái điểm tương ứng theo xoáy của họ nữa. Nếu mà mình vào nhanh quá thì mình sẽ không có nhìn được. Ví dụ xoáy xuống, xoáy xuống, mở mặt vợt ra một chút. Cái này là anh nâng lên chưa phải flick. Anh có thể anh chạm ở dưới điểm 4 giờ xong, sau đó anh gặt cái cổ tay xoay choàng lên. Chạm ở dưới, lật lên. Rồi anh hình dung nè. Ngửa nè. Lật nè. Ngửa nè. Choàng nè. Đúng, chạm xong rồi bắt đầu mình choàng cho nó vòng xuống. Đúng, chứ nếu mình chạm xong mình đi lên luôn, trái banh nó lên cao. Rồi, mình cảm nhận lại. Rồi, ngửa, choàng, choàng luôn. Ngửa, úp, ngửa, úp, úp, úp luôn. Đúng, úp hẳn luôn. Đó. Rồi, ok, thử vào. Ngửa, úp. Rồi, hơi duỗi tay sớm quá, chờ trái bóng nó ra, anh chờ nó chạm vào vợt anh, xong bắt đầu anh úp lại. Đó, ngửa chạm vào quả bóng xong, choàng cổ tay. Đúng rồi, choàng úp luôn. Đó, úp luôn thì trái bóng nó mới lao xuống. Đúng, úp luôn. Đúng, thoải mái, lắc cổ tay, úp luôn anh. Đúng, úp luôn, anh hơi dựng đầu vợt lên rồi. Đúng, điều chỉnh cho nó sát lưới. Đúng. Đúng rồi, bắt đầu xoay thêm cái hông. Xoay thêm cái hông. Xoay thêm cái hông, lắc cái hông. Cảm nhận chạm vào bóng, nhìn kỹ. Chạm vào. Cổ tay xoay hông. Đúng, cổ tay xoay hông cùng một lúc. Xoay. Đúng, lắc. Đúng, mềm ra, lắc, đúng rồi, xoay hông, tốt, xoay hông, đúng, chạm phần dưới bóng, thả cổ tay xuống, cổ tay hơi cao, cổ tay anh phải thấp thì anh mới tạo được cái vòng cung, còn cổ tay anh cao thì xu hướng nó dễ bị tụt, cái cổ tay anh phải thả lỏng xuống, đó, good, đó, thấp cái đầu vợt xuống mới xoay cái đầu vợt lên thì nó mới an toàn được. Sớm, chứ đó bị ăn xoáy. Anh phải chạm vào bóng đã, nhìn, đó. Đúng, chờ chạm vào mặt vợt, xong mới lắc. Đúng, rồi anh muốn cái bóng lao nhanh hơn thì anh phải có cái hông.
cột đầu vào cao quá, thoải mái thả cổ tay xuống, đúng rồi, choàng đó, thả đầu vợt choàng đó đó. Anh thấy như anh thả đầu vợt cái bóng nó lên cao liền, phần còn lại là anh xoay thêm cái hông tới cho bóng nó lao, thả đầu vợt xuống, chạm xong bắt đầu xoay hông, đúng, xoay thêm cái lườn nữa đi anh, đó, xoay lườn, lắc cổ, cổ tay, kết hợp là hai thứ cùng một lúc, lắc cổ tay và xoay lườn. Khi anh xoay lườn, cổ tay anh hơi cứng, còn lúc anh tập trung lắc cổ tay thì anh lại thiếu lườn. Làm sao anh phối hợp hai thứ nó phải đồng bộ. Xoay, đúng rồi, cảm nhận, đúng, làm hai thao tác cùng một lúc đó, lắc cổ tay xoay hông, đúng, cổ tay hơi gồng, cổ tay anh lỏng nè, cảm giác giống như là anh xoay cổ tay anh khởi động nè đó, anh phải xài được cái khớp cổ tay, đúng, đúng, xoay hông, tốt. Xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng và đến Ti Long Club tập luyện. Và nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn những video hướng dẫn tiếp theo. Merci. Yeah. Salut.